Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình airdrop nhận 1.500 top càng FX nha bạn. Đây top càng airdrop của dí FX Wallet nha bạn. Rồi để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả như video mình sẽ tắt chatbot nha bạn. Theo thông tin của dự án thông báo là chương trình airdrop này nó sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 7 và phân phối vào ngày 17 tháng 7 nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nữa các bạn. Tiếp tục join kênh seller nữa. Tiếp tục các bạn follow cái khớp biển Hatan này, follow vào tweet cho bên bot nha các bạn. Trên Twitter nó thì các bạn theo dõi nữa các bạn. Rồi các bạn like nè, các bạn chỉnh dạng cho tweet nữa các bạn. Hiện tại tập cận này đang bán IGO các bạn. Rồi, các bạn tweet dưới hashtag 5 người bạn các bạn. Rồi, các bạn bấm nút chat nè. Rồi, bấm sau này đớp. Website wallet.mio. Rồi, các bạn nhập vào website nha các bạn. Chắc mắt con chat, các em mới đớp. Rồi, thôi các bạn bỏ đi các bạn. Các bạn gì bấm vào submit tên thôi các bạn. Rồi các bạn điền lại username Telegram của các bạn nha các bạn. Thì bạn nhắm cho ba anh cùng nè. Các bạn vào setting nè. Các bạn sẽ copy username mình nằm chỗ này nha các bạn. A cộng anh 5 số 2. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Follow Twitter, subscribe, tiếp tục bằng ở đường link profile Twitter mình nha các bạn. Đây mình làm chậm chậm cho những bạn mới làm đúng các bạn. Các bạn nhập cho ba cánh cùng, nhập cho một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn nhập cho hai cánh cùng nè. Các bạn bấm chia sẻ nè, các bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn gắn chatbot nè. Rồi tiếp tục còn gửi địa chỉ bên bì sở mát chen bet 20 trên YouTube Collect nha các bạn. Rồi, mình đã nhận được 1.500 tập cần có hiệu F là X nha các bạn. Bạn bấm Balance. Bạn bấm Keep link đi. Để lên game chia sẻ trong bè những người thân các bạn. Withdraw thôi. Ok, withdraw sẽ rút vào ngày 18 tháng 7 nha các bạn. Vậy chương trình như vậy, video này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.